nóng. Giờ đây nóng. Nhà em muốn nóng hơn đây không? Hay là mát hơn? Mát hơn nhỉ? Đấy, nóng hơn. Trước có một thời gian em ngủ em có chả bao giờ bật quạt. Được rồi. Anh ngủ chả có quạt. Mà cô kiểu như là cứ ngồi máy tính mà cứ như quạt nó quay quay lại đấy, mà anh ngủ giờ đấy cũng ngủ được. Nóng. Cái anh cắt tóc ở đây này, qua đâu đấy, quan tâm. Khôn ông chùa con cháu hết để sau mà nó mà chưa thu nó chả biết được con đất của cháu là con cháu ra rồi.